Để mà so sánh giữa hai em này ấy, thì thực sự là mình khá là khó. Một em thì đẹp hơn, chất lượng ngành tốt hơn, nhưng mà lại to hơn, mà em này thì tiện hơn. Thế nên là mình vẫn giữ cả hai, không bán em nào. Xin chào tất cả mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với video của cô Jenny. Video ngày hôm nay thì mình có một khách mời mà khá là lâu rồi mới quay trở lại với channel của mình. Đó là anh Dino Vũ. Và anh Dino Vũ chính là chuyên gia cho một cái video chuyên về công nghệ. Một cái chuyện video mà hơi khác với nội dung mọi khi. Xin chào tất cả khán giả của Quen Trendy. Và hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ lại toàn bộ tất cả những cái kinh nghiệm cũng như là quá trình chọn camera của Khánh Linh. Tuy nhiên là mình thì mình sẽ không nói gì hết. Bởi vì nói... Anh có nói chứ? Anh có nói nhưng mà anh sẽ không chủ. Okay. Anh có nói. Anh có nói chứ, nhưng mà anh sẽ không phải là dẫn chuyện như là bình thường anh sẽ dẫn chuyện, mà bây giờ Linh sẽ tự nói, thiếu gì anh sẽ bổ sung. Còn hôm nay mình chỉ đứng đây ở vai trò là cố vấn thôi các bạn ạ. Và cố vấn với cả chơi cái Jojo nữa. Và nhiệm vụ mình hết rồi đấy. Đúng rồi, thì cũng rất là hay ở chỗ là anh Dino chính là người đã chỉ dạy cho Linh toàn bộ những kiến thức về máy móc, về dựng phim. Nói chung là hầu hết những kiến thức mà Linh biết về quay phim, về vlog thì đều đến từ anh Dino. Và ngày hôm nay thì mình có ở đây bốn chiếc camera mà mình đã sử dụng trong suốt khoảng 1.5 năm vừa rồi, trở thành một YouTuber. Thì thực ra là 5 cái, vì một cái là hôm nay Dino phải mang qua và chính là cái mà đang quay chúng ta ở đây, vì vậy cái này sẽ không tính. Còn chính vì thế là hôm nay mọi người sẽ được xem toàn bộ thiết bị của em Trendy ở trước mặt chúng mình ngay bây giờ. Thì trong phạm vi cái video này thì mình sẽ có 4 chiếc máy quay. Và 4 chiếc máy quay này thì phục vụ những cái nhu cầu quay phim của mình, vừa là quay phim tại nhà hay là quay phim khi travel, khi đi du lịch. Và 4 chiếc camera này thì thỏa mãn những tiêu chí sau. Thứ nhất là giá rất là hợp lý, chỉ trong khoảng từ 20 triệu đổ xuống thôi. Thứ hai là cực kỳ dễ dùng, bởi vì là nó sẽ rất là phù hợp với những người mà kém công nghệ như mình, nói chung là không biết một cái gì và chỉ để chế độ auto thôi. Và thứ ba là rất là nhỏ gọn, phù hợp với con gái, có thể đựng vừa một chiếc máy ảnh trong một chiếc túi xách luôn. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu từ chiếc máy quay đầu tiên nhá. Ok, vậy là chiếc camera đầu tiên, một chiếc camera có rất nhiều kỷ niệm. Đây là chiếc Sony RX100 Mark V, một chiếc Sony khá là cũ và Linh nghĩ là cũng khá là nổi tiếng trong giới vlogger. Đây là một chiếc máy quay mà khi mà Linh mới làm video, Linh mới có một cái nhen nhóm làm video thì mình đã quyết định mua. Lúc mà lần đầu tiên Linh cho mình xem cái máy này, nó méo như thế này này. Mình thấy trời ơi, cô này cô dùng máy phá quá. Mình không bao giờ có chuyện là mình sẽ để cho cái máy ảnh của mình như thế này, bởi vì với mình, tình yêu với máy ảnh nó lớn kinh khủng. Làm như này của đau con sót sót lắm. Trời ơi, đấy, các bạn nhìn xem con gái này, sử dụng máy móc nó sẽ như vậy này. Và đây cũng có lẽ là cái máy duy nhất mà mình không bảo Linh mua, bởi vì Linh mua trước khi gặp mình. Nhưng mà tình cờ ấy, thì mình cũng mua một cái máy y hệt của Linh vào cách đây khoảng 3-4 năm gì đó. Và anh nhớ cái thời đấy giá mua mới của anh ấy thì nó rơi vào khoảng 20 triệu. Và anh mới bán cái RX100 Mark V của anh cách đây khoảng 2 tháng thì với giá cũ là khoảng 12 triệu. Thì anh thấy nó cũng giữ giá đấy. Thực sự là với một món đồ công nghệ mà sau khoảng 4 năm như vậy, 4-5 năm so với thời gian nó mới ra thì nó rất là giữ giá đấy. Linh nghĩ là cũng phải thôi, bởi vì với một chiếc máy ảnh mà tốt như thế này thì chắc chắn nó sẽ giữ giá. Thì nó tốt ở đâu thì mình sẽ phân tích cho các bạn. Đối với một vlogger thì sẽ rất thích một chiếc máy có màn lật như thế này. Đấy. Cái lý do là bởi vì chúng mình luôn luôn cảm thấy an toàn hơn khi mà nói chuyện với một chiếc camera mà chúng mình biết là cái mặt mình, cái khung cảnh trông như thế nào. Ví dụ đây là mình nhìn kia là mình biết là hai quả này đang chơi với nhau, không tập trung vào cái nội dung đó, thì mình sẽ điều chỉnh ngay. Bởi vì khi mà các bạn tự quay ấy, thì cái việc canh khung và cái việc mà nhìn cái tình trạng của máy quay như thế nào nó rất là quan trọng. Bởi vì auto là một cái chế độ mà bắt buộc máy ảnh nó cũng có. Nhưng mà nhiều khi cái chế độ auto nó cũng không hoạt động một cách hoàn hảo. Hay nhiều khi mình cầm máy thì mình cũng không vào tâm, mình bị lệch rồi mình bị rung hay như nào đấy mình không rõ. Vì vậy là với cái việc tự quay ấy, thì cái một cái màn hình để chúng ta nhìn thấy chúng ta như thế nào ở trên máy quay là cái điều tối cần thiết. Và cái điểm thứ hai Linh khá là thích đấy là chiếc máy này thì lấy nét rất là tốt. Về sau này thì mình có dùng thêm một số cái dòng camera khác thì mình nhận ra là có một số dòng thì lấy nét tệ hơn Sony rất nhiều. Có thể nói thẳng ra là Sony là lấy nét tốt nhất rồi, đúng không anh? Đúng rồi. Và cái điều tiếp theo mà Linh thích ở chiếc máy này đó là cái chất lượng video cực kỳ tốt và bắt sáng rất là tốt. Có thể nói là trong những cái điều kiện sáng như ngày hôm nay, nó hơi gloomy một tí, trời thì mưa,
thì cái chất lượng hình ảnh, cái chất lượng video vẫn rất là tốt. Khi mà các bạn, nhất là các bạn so sánh với một chiếc điện thoại, thì khi mà các bạn trở thành một vlogger thì các bạn chuyển từ một cái điện thoại lên một cái máy ảnh như này thì các bạn sẽ nhận ra là nó hiện lên chi tiết cực kỳ đỉnh. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái điểm trừ của Sony đối với các bạn gái, bởi vì mình thấy là khi mà nó nét quá, nó hiện chi tiết nhiều quá thì với những ngày mà các bạn bị mụn ý, thì nó sẽ show rõ ra là ô cái mụn ở đây 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 đây, nhất là quay cận mặt. Người ta hay nói rằng ấy là nét như Sony, thì nếu mà các bạn đang sử dụng từ điện thoại qua máy ảnh ấy, thì các bạn sẽ hơi bị bất ngờ với máy Sony một tí, bởi vì là mọi khuyết điểm ở trên gương mặt ấy thì nó hiện lên khá là rõ. Nên là khi mà các bạn chuẩn bị cho việc quay ở trên máy ảnh, các bạn sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Với các bạn gái thì trai khuyết điểm kỹ hơn là phải make up kỹ này, chọn ánh sáng làm sao cho nó mịn chứ không phải là những cái ánh sáng gắt. Tuy nhiên một khi mà các bạn đã thành thạo những cái vấn đề đấy rồi ấy, thì một chiếc video nét đứt tay ấy, thì bao giờ nhìn nó cũng xịn sò hơn rất là nhiều so với một chiếc video nhìn mờ mờ ảo ảo kiểu như filter Trung Quốc ấy. Phần vì là giọt nước mắt này sẽ thành giọt nước mắt thật chứ không phải là giọt nước mắt giả nữa. Bình thường thì mình đi sân bay thì mình hay đeo một chiếc kính như thế này, nhưng mà hôm nay quay vlog này là không đeo kính. Bổ sung thêm một chút là một cái điểm có thể nói là nhược điểm của dòng máy Sony, đó là màu sắc thì nó không quá là bắt mắt, bởi vì cái file nó như anh Dino đã dạy lịch thì nó là một cái file nó chưa được xử lý, và cái file này thì cái màu sắc bạn có thể chỉnh tùy ý. Thế nhưng mà khi mà các bạn nhìn cái file đầu tiên sau khi mà quay xong thì bao giờ nó sẽ hơi lợt lợt, nó sẽ nhạt nhạt thì nó không hấp dẫn bằng những cái video hiện tại của mình. Máy Sony thì dĩ nhiên là máy compact, những cái máy mà nhỏ gọn ấy, quay vào thẻ nhớ thì tất cả các cái file nó đều xử lý. Tuy nhiên là Sony sẽ ít can thiệp vào màu sắc, nên là cái màu sắc của máy Sony bao giờ nó cũng là màu trung tính, nghĩa là nó không quá thiên về một hướng nào hết. Tuy nhiên với Dino ấy, thì mình rất là thích Sony ở một điểm là người ta sẽ cho mình một cái lựa chọn ở giữa. Khi mà các bạn muốn hậu kỳ thì các bạn muốn chuyển nó sang hướng nào thì cũng đều có thể được. Đó là một cái điểm vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ của Sony. Nhưng mà mình thì vẫn khuyên những bạn mới như là Khánh Linh ấy thì nên chọn Sony, bởi vì đằng nào sau này thì các bạn cũng sẽ thạo hậu kỳ hơn mà thôi. Em tưởng là mới thì phải dùng Canon chứ. Chiếc máy tiếp theo mà em review đây, bởi vì là mới thì chúng ta chưa biết hậu kỳ, và sao thắc mắc là sao quay lên trong mình không xinh như là quay điện thoại. Thực ra thì Canon cũng tốt, nhưng mà nói chung là mỗi người thì sẽ có một cái thiên kiến chủ quan khác nhau. Và thiên kiến của anh thì luôn luôn khuyên các bạn nên dùng Sony để tóm lại anh là Sony fan đúng không? Cũng không biết nữa. Và anh nghĩ rằng cái Linh sẽ nên giữ cái máy ảnh này trong một thời gian khá là dài nữa, bởi vì đây là một chiếc máy ảnh rất là nhiều kỷ niệm, bởi vì anh đã từng mua rất nhiều máy ảnh và anh cũng đã từng trao đổi, từng bán, nhưng cái máy ảnh đầu tiên của anh ấy thì anh không bao giờ bán hết, và anh nghĩ rằng nó sẽ là một cái vật kỷ niệm để anh nhớ lại cái sự nghiệp của mình, những cái tháng năm đầu tiên của nó đồng hành của mình. Và anh nghĩ rằng Linh chắc chắn phải giữ lại cái máy này đấy. Chắc chắn, con máy này chắc chắn em sẽ không bao giờ bán đi. Và chiếc máy thứ hai chính là chiếc máy đối thủ của chiếc máy đầu tiên. Nó là đối thủ bởi vì trong cái làng blogger thì có hai cái chiếc máy mà luôn luôn cạnh tranh nhau để giữ cái sự yêu thích nhất của các blogger ấy, là chiếc Sony RX100 vừa rồi và chiếc này Canon G7X. Và đây là chiếc Canon G7X Mark III, Mark 3, chiếc máy quay mà mình sử dụng nhiều nhất cái thời gian này. Đó, các bạn thấy không? Đây là một chiếc máy quay mà các bạn sẽ thấy là hầu hết những beauty blogger thì đều có, bởi vì nó có một cái tính năng mà các cô gái đều thích, đấy là cà da. Nó là cà da thì hơi quá, nhưng mà khi mà quay lên cái video này thì lúc nào trông cũng sẽ trắng trẻo, hồng hào, xinh xắn. Các bạn có thể nhìn qua một số vlogger mà đang sử dụng cái máy này, thì có Chloe này, thứ hai là gia đình Cam Cam, Linh thấy là anh Kiên Hoàng cũng đang sử dụng chiếc máy này và trông rất là bắt anh mắt. Biết nhiều hơn cơ, kể cả Ninh Tito cũng đang dùng, chị Giang cũng đang dùng. Bởi vì G7X là một trong những cái máy khá là dễ sử dụng và cái máy nó khá là vừa tầm tiền cho vlogger. Thì chiếc máy này như anh Nino nói thì mức giá nó rất là hợp lý. Linh nhớ Linh mua khoảng 20 triệu, 20-21 triệu. Đâu, Linh nhớ Linh 17 triệu thì phải, và 17 triệu hơn, 17 triệu mấy trăm á. Thực sự là rất là rẻ cho một cái máy quay bắt đầu để làm vlogger. Nó thỏa mãn cái nhu cầu của rất là nhiều bạn gái là muốn quay video và trông xinh xắn. Bên cạnh đó thì nó cũng giống như là em Sony kia, với cái việc mà có màn hình lật. Và thêm một cái điểm cộng nữa là có cổng cắm mic. Từ khi mà mình bắt đầu dùng mic
và thử nghiệm một số loại mic khác nhau thì mình cũng được khen hơn là giọng Linh lên video hay thì các thứ, và đấy thực ra là do mic chứ cũng không hẳn là 100% là do giọng mình đâu. Bởi vì là cái mic xịn nó khác cái mic không xịn ấy. Ở một điểm đó chính là nó thu được nhiều cái tiếng của mình nhất. Thường là những cái mic mà kém như là mic ở trong thân máy ấy, thì nó chỉ thu được một loại tần số thôi và tiếng thì nó rất là cao, rất là đanh. Vì vậy là đầu tư cho một cái mic thì cực kỳ cần thiết cho việc làm vlog. Yeah, thì chúng mình sẽ nói chuyện vào đây để các bạn thấy cái âm thanh của chúng mình. Và đồng thời đấy, các bạn thấy không, cái màu của cái video nó rất là đẹp. Có thể nói là đẹp nhất trong tất cả những cái camera mình review ngày hôm nay. Nhìn là không phải chỉnh gì nữa, mặc dù hôm nay là một ngày âm u, trời mưa, trông chúng mình vẫn rất là tươi tắn và sáng rực rỡ. Đấy là cái mà mình công nhận với Linh là... Mà nó không bị contrast quá nha. Đúng rồi. Và nó còn có thể cân lại sáng khi mà bị ngược sáng nữa. Linh thấy cái độ cân sáng nó rất tốt. Nghĩa là kể cả trong một cái điều kiện thiếu sáng thì cái chất lượng hình ảnh của nó khá tốt đấy ạ. Em luôn thấy là nó chủ động cân lại cái màu sắc và ánh sáng để cho nó không bị quá là gắt hay là bị quá là tối, ngay cả khi mà video hơi bị cháy ấy. Và để đánh đổi với cái việc mà video sáng rõ đẹp như này thì lại có một cái điểm trừ của Canon, đó là bắt nét không tốt lắm. Rất là nhiều lần Linh quay với em Canon này thì đã bị out focus. Đấy là một số cái vấn đề trong những cái video gần đây của các bạn thấy của Linh đó. Đúng rồi. Chính vì vậy với Dino ấy, thì là trưởng phái Sony thì mình hay nói rằng ấy, là Sony không bao giờ trượt nét. Còn Canon GBX Mark III bị than phiền rất là nhiều ở trên mạng là cái tốc độ lấy nét còn tệ hơn cả Mark II, tệ hơn cả đời trước, tệ hơn cả người tiền nhiệm. Nó có một cái câu đùa là hôm vừa rồi Linh có nói chuyện với một anh bạn, anh bảo là Mark III có còn out nét không em? Nghĩa là cho dù có update thêm cái phần mềm bên trong nhưng nó vẫn không có sửa được cái việc out nét. Nhưng mà các bạn cũng có thể cân nhắc, nếu mà các bạn không cần cái tiếng nó quá tốt ấy, thì các bạn mua Mark II nhìn vẫn rất xinh. Hoặc là các bạn mà nghĩ rằng các bạn chỉnh camera và không cần nó đảo nét quá nhanh ấy, thì các bạn chuyển sang Mark III cũng được. Thì đó, điểm cộng và điểm trừ của nó như thế. Và thêm một cái điểm nữa mà Linh rất là thích, mà chắc chắn là sẽ làm cho rất là nhiều bạn content creator thích, đó là cái chụp hình của em này thì rất là tuyệt. Hầu như 90% những bức ảnh mà các bạn thấy ở trên Instagram của Linh gần đây đều là chụp bằng em này. Đây cũng là điều là Linh bất ngờ, bởi vì là Linh chưa bao giờ expect một chiếc máy compact để quay vlog mà lại chụp hình đẹp. Và với em này Linh có thể nói là vừa thỏa mãn cái tiêu chí là màu sắc thì bắt mắt như là hình chụp điện thoại, nhưng mà bên cạnh đó thì cái chất lượng hình ảnh lại rất là tốt. Tất nhiên nó không thể tốt xịn như là một số cái máy ảnh mà DSLR những cái máy khổng lồ ấy, những cái ống kính to, thì nhưng mà với nhu cầu chỉ đăng lên Facebook và Instagram thì nó rất là phù hợp. Ảnh tầm khoảng 5-6 MP và lên thì vẫn đủ rõ chi tiết. Thì thực ra là bản chất của một blogger, một influencer ở cái thế hệ này là một người có thể làm được đủ mọi việc, trong việc sáng tạo nội dung, vừa chụp hình, vừa quay video, vừa nói chung vừa làm mọi thứ mà không cần thêm một người nào khác. Thì Linh nghĩ là với cái em này nó có thể thỏa mãn những cái nhu cầu đó của mọi người. Và chiếc máy thứ ba của mình là chiếc DJI Osmo Pocket, chiếc máy chuyên dành cho những cái lúc mà mình du lịch, mình travel. Đây là chiếc máy mà đã giúp cho mình có thể có rất là nhiều footage khi mà tham dự Paris Fashion Week. Hầu hết tất cả những cái video mình quay về đấy thì đều nhờ chiếc máy nhỏ bé này. Đây là cả bộ trang phục mà Linh sẽ mặc trong chiều nay. Và đây không ai khác chính là cô em Chandy. Cô ấy là một model và một fashion blogger đến từ Việt Nam với Instagram là kalix.md. Đẹp quá. Từ đây nhìn ra quảng trường của nhà hát lớn. Đây là chiếc máy mà Linh đã được anh Dino giới thiệu, và Linh nhớ là cái thời điểm đấy là em này siêu siêu hot.
cách đây khoảng 1 năm á, anh nhớ không? Hơn 1 năm. Anh nhớ là cái thời điểm đấy anh là một trong những người mua khá là đầu tiên chiếc DJI Osmo Pocket này. Và sau đó là trời đất ơi, nó thay đổi cuộc sống của mình luôn đấy các bạn ạ. Có nghĩa là trước đó thì mình vốn là một người đã quay vlog rồi, nhưng mà mình vẫn thấy có một cái sự trở ngại về kỹ thuật trong cái việc quay vlog, nên là anh còn khá là lười quay. Nhưng mà vào thời điểm đấy khi mà mình mua DJI Osmo Pocket ấy, mình thấy wow, trời ơi, tại sao có một cái máy nó quay dễ như thế. Và thời đấy khi mà mình giới thiệu cho Khánh Linh thì cái máy này nó gần như là cháy hàng. Bởi vì sau khi mà mình sử dụng ấy thì mình nhớ là bạn bè xung quanh mình ai cũng mua cái máy này. Và khi mà mua nó không thể mua được, và Linh phải mua cái máy này là máy dùng rồi, máy cũ. Máy cũ mà mình mua lại một anh như ở Đà Nẵng. Ở tận Đà Nẵng các bạn ạ. Rất là xa xôi. Trời ơi, em nghĩ là những người mà đã thiết kế ra máy này thì hầu như là họ hiểu rất là rõ về vlogger ấy, về nhu cầu một vlogger. Bởi vì là khi mà chúng ta quay một cái máy quay bình thường này, nếu mà mình muốn mang một cái máy đi khắp nơi đúng không, thì mình sẽ lo là nó bị rung này, rồi là đến lúc mà nó quay ngược lại mặt mình thì nó có đúng cái mặt không, rồi là nó quá là nặng hay là lắp mic rồi mọi thứ. Thì với chiếc máy này thì nó gạt bỏ hết tất cả những cái lo lắng này. Nó giống như là một con robot thu nhỏ. Thì bây giờ mình thao tác các bạn xem này. Đó, nó nhỏ xíu này thôi. Và nó chắc là 200g anh nhỉ? Nó chả đến 200g luôn, anh nghĩ là nó khoảng hơn 100 thôi, nó quá là nhẹ. Đây này, khi mà bật lên thì nó sẽ rất là có một hành động rất là cute, giống như là một con robot. Nó quay cái đầu ra đây, và đây là cái gimbal của nó, cái gimbal 30 đúng không anh? Và chỉ cần bấm một cái nút rất là thao tác rất là dễ ở đây thôi, bấm vào mặt trước, nó sẽ quay lại, nó quay cái mặt mình. Và đây, nếu mà quay ra mặt sau đây, là có thể quay anh Nino. Đó, rất là nhanh, rất là tiện. Bởi vì mình hay nói DJI Osmo Pocket ấy, nó giống như là cái cách mạng smartphone ấy. Ngày xưa điện thoại di động ấy, nó rất là khó để cho tất cả mọi người sử dụng. Nhưng mà đến một cái thời điểm là điện thoại di động ai cũng có thể sử dụng được, và DJI Osmo Pocket này chính là cách mạng dành cho việc quay phim. Bởi vì đưa cho bất kỳ ai cũng có thể quay được, Linh cũng có thể quay được. Vào thời đấy mình đưa cho bé trợ lý của mình là con gái, dĩ nhiên là nó cũng sẽ không biết gì về máy ảnh, máy móc rồi, nó cũng quay được luôn. Và đó chính là một trong những cái vấn đề mà các bạn hay kiểu suy nghĩ nhiều nhất, đó chính là quay máy ảnh ấy thì hay bị rung, cái kỹ năng quay của mình chưa tốt, và nó nặng quá, mình phải bảo quản nó làm sao. Thì tất cả những vấn đề đấy đều được giải quyết ở DJI Osmo Pocket. Và một đặc điểm nữa đó chính là pin của nó trâu kinh khủng các bạn ạ. Đúng rồi, rất là khó cho một cái chiếc máy quay chất lượng mà pin nó được lâu. Bởi vì em nhớ là cái Sony, trời ơi, cái điểm trừ của nó là cái pin của nó chỉ được có 30 phút một cục ấy. Em biết tại sao nó lại ngắn như thế, mỗi lần mình quay một tí là mình lại phải lắp một cục pin mới. Và nhất là với một vlogger kiểu thiếu kinh nghiệm như mình ấy, thì cái thời gian đầu mình quay chắc một cái vlog phải 4 tiếng đồng hồ các bạn ạ. Linh biết vì sao không? Bởi vì là Sony thì rõ ràng cái file nó rất là chất lượng, các bạn đang nhìn video ở đây cực kỳ nét. DJI Osmo Pocket ấy thì tiết kiệm pin, tuy nhiên là chúng ta sẽ phải hy sinh lại một chút, đó chính là cái cảm biến nó nhỏ hơn, vì vậy là cái chất lượng của video nó cũng sẽ không bằng. Thì DJI Osmo rồi, Pocket cái máy này quá nhỏ mà. Đúng rồi, vì vậy là DJI Osmo Pocket ấy sẽ hợp khi mà em đi quay những cái trường hợp như là đi quay Paris Fashion Week, đó chính là em quay outdoor, nghĩa là quay ở ngoài trời, thì lượng ánh sáng nó dồi dào, nó nhiều, thì rồi, nhìn nó là đẹp. Nhưng mà chỉ cần sau 4-5 giờ chiều khi mà ánh sáng nó chạng vạng ấy thì là bắt đầu chất lượng video nó bị cái, vỡ. Cái chất lượng video nó kém hẳn. Đúng. Nếu mà so với cả file của Sony. Thì các bạn thấy như anh Nino nói ấy, thì với cái điều kiện ánh sáng hôm nay khá là tốt, thì các bạn thấy cái file ở trên đây, đây là cái file mà mình quay bằng DJI Osmo nha, thì nó khá là ok. Nó cảm giác còn hơi giống cái màu điện thoại đúng không anh? Đúng rồi. Hơi giống màu điện thoại. Bởi vì là bản thân là DJI Osmo Pocket cũng đã cho thêm màu vào trong cái video này, nên là màu nó sắc nó cũng sẽ tươi tắn hơn một chút so với camera chính mà các bạn đang nhìn. Đây các bạn nhìn này. Đây. Các bạn lại nhìn này. Đấy. Các nhà đấy. Và bên cạnh đấy thì nó có một cái cổng, đây là cổng USB-C ấy. USB Type-C. USB Type-C thì nó khá là tiện khi mà dùng với các cái sạc dự phòng ấy. Đúng rồi. Thì cái máy này nếu mà các bạn dùng full ngày ấy, thì cùng lắm các bạn quay siêu nhiều một siêu ngày nhiều. Các bạn sạc 2 lần. Nếu mà các bạn quay kiểu bình thường thì các bạn sạc 1 lần. Và bên cạnh đấy thì đây cũng là chiếc máy mà thay đổi cái sự ngại ngùng của mình khi vlogging. Bởi vì cái thời điểm đấy khi mà Linh tham dự Paris Fashion Week lần đầu tiên, khi mà các bạn thấy cái chuỗi video của mình lần đầu tiên ấy, đó là lần đầu tiên mình quay vlog travel. Và các bạn tưởng tượng là tại sao mình quay được tất cả mọi thứ thế, bởi vì mình thực sự đã dí cái máy đến khắp nơi. Đến đâu mình dí cái máy đến đấy. Mình thấy cái gì thì mình sẽ dí cái máy vào mặt mình và mình nói. Thì nó giống như là một cái tường thuật lại tất cả những cái gì mình làm, và mình cảm thấy nó rất là thoải mái. Cái máy này nó rất là effortless, kiểu cầm đây và nó như là một cái, nó như là một cái mic ấy, hay là một cái gì nó rất là nhỏ vào nó mình. Như là một, chính xác đối với anh ấy, nó như một cái đồ chơi. Chính vì vậy khi mà mình đi quay du lịch ấy,
thì những cái người xung quanh mình ấy, mọi người cũng sẽ không quá ngại ngùng. Đúng không? Vì nếu nó mà quá nhỏ. Nếu mà em cầm một cái máy to này, em đi dí vào mặt hoặc là dí vào người đi đường ấy, người ta cũng sẽ rất là ngại. Nên là anh còn nhớ là Linh có một câu chuyện rất là hay, em đã kết bạn được với một người nhờ cái máy này khi mà em ở Pháp đúng không? Thì chiếc máy này chính là cái cơ duyên để cho mình gặp chị Eva Chen, chính là fashion editor của Instagram. Và cái lần đấy khi mà ở Paris thì mình đã gặp chị ấy và mình đang quay một cái việc khác, và chị Eva Chen thì thấy mình đang quay với chiếc máy này thì tò mò quá và ra bắt chuyện mình, và mình kiểu rồi vì lúc đấy mình quá là shy, mình không dám kiểu chủ động bắt chuyện một cái người nổi tiếng như thế. Và chiếc máy này cũng là cái cớ để mình làm quen được rất là nhiều phóng viên cũng như là photographer ở bên Paris. Thực sự là phải cảm ơn em nó rất là nhiều. Và nhắc đến cái mức giá của em này thì nó rất là hợp lý nữa. Đối với cái em này thì các bạn chỉ cần bỏ ra từ 8 đến 9 triệu đồng. Bây giờ là rẻ hơn rồi. À thế à? Bởi vì sau 1 năm rồi, bây giờ các bạn thì mua khoảng 6-7 triệu. Không phải vì là cái giá nó sẽ xuống khi mà cái vòng đời của nó gần kết thúc. Bởi vì người ta sắp ra DJI Osmo Pocket 2. Và khi mà gần ra máy đời 2 thì máy đời 1 sẽ giảm giá. Đối với những người mới bắt đầu thì Linh nghĩ là em này vẫn rất là phù hợp. Mỗi tội là thời gian mà dùng cách ly nhiều quá nên không dùng em này để làm gì hết. Đúng rồi. Các bạn có thể xem lại những cái video trong đợt tham dự Paris Fashion Week của mình để xem cái chất lượng của video thế nào nhá. Và các bạn cũng có thể xem lại video đi Đài Loan cũng như đi Hàn Quốc của mình với cô em Trendy để xem chất lượng của DJI Osmo Pocket mình quay nó như thế nào nhá. Những kỷ niệm của mình đi Đài Loan hay là đi cái lần trước là mình đi Elmido quá là vui luôn. Rất là may là thời gian đó không bị kiểu lo lắng vì những vấn đề technique mà có thể tận hưởng enjoy tất cả. Bye bye. Bye bye, see you in Vietnam. See you in Vietnam. Back to my hometown. Phải mất cả bữa tối thì mới bình tĩnh được. Còn đến bây giờ thì sau cái xích đu này thì bây giờ phải mất một lúc thì chị Giang mới bình tĩnh được. Và chiếc máy quay cuối cùng chính là cái phiên bản thay thế rất là hợp lý cho em DJI Osmo trong điều kiện thiếu sáng. Đó là em Sony RX0 Mark 2 đúng không? Đúng rồi, Mark 2. Thì đây là Linh đang gắn một cái khung cho em này để có thể dễ dàng gắn một cái chân đế để cầm. Bởi vì là khi mà vlogging ý, thì các bạn sẽ cần một cái chân đế như này thì cầm nó sẽ chắc tay hơn so với việc là cầm ở mỗi cái máy. Đấy, và thì với cái điểm yếu của em này là không có mic, thì người ta đã chế ra một cái chiếc khung như thế này. Có rất là nhiều cái lỗ để các bạn có thể gắn mọi thứ xung quanh đây. Kiểu là lỗ khắp nơi các bạn thấy này. Đó. Đó. Thì không biết các bạn có nhìn thấy không, với cái chiếc máy xịn của Nino đang trước mặt. Thì để đánh đổi với cái việc mà chiếc máy này to hơn thì các bạn sẽ được lợi điều gì? Thứ nhất, đó là chiếc máy này chống nước. Đây là một điều rất là quan trọng với những cái video travel, nhất là khi mà các bạn đi những cái vùng sông nước. Và sắp tới Linh và anh Nino có khá nhiều video quay ở cái vùng sông nước, hay là có cả một cái video quay lội nước nữa, các bạn đón chờ nhá. Cái thứ hai là cái chất lượng video rất là tốt. Linh có nhớ rằng anh Nino khen em này là có cảm biến ngang với em RX100 luôn đúng không anh? Đúng rồi. Thì với cái cảm biến to thế thì cái video sẽ rất là sáng và cái chất lượng hình ảnh nó đẹp. Đúng. Và chống nước ấy, thì các bạn lưu ý là không phải dùng như Linh đâu nhá. Chống nước thì các bạn sẽ phải bỏ cái chân ra và cài cái nắp vào thì sẽ chống nước được. Nhưng mà RX0 này vẫn giữ được những cái đặc điểm rất là tuyệt vời, đó chính là có màn hình lật này, có mic riêng này, và ánh sáng thì rất là sáng. Thì các bạn sẽ thấy đây là cái chất lượng của video khi mà quay trên RX0 Mark 2, Mark 2. Thì Linh cảm giác là cái chất lượng này nó hơn so với em RX100 Mark 5 nữa. Đúng cảm rồi. Giác là cái màu video nó đẹp hơn và nó dịu mắt hơn và nó không còn cái vấn đề bị ám xanh nữa. Và bên cạnh đó thì em này quay trong điều kiện đủ sáng rất là đẹp. Thì khi mà quay phim thì thường nhất là vlogger sẽ có hai option, một là ngồi tại một chỗ và hai là đi du lịch. Thì em DJI Osmo này chỉ dùng để mình đi du lịch thôi, mình đi khắp nơi thôi. Còn em như các bạn thấy là em Sony hay là em Canon là mình chỉ ngồi một chỗ thôi bởi vì là không thể chống zoom. Thế nhưng với em này thì nó thỏa mãn là hình ảnh vừa đẹp và lại vừa chống rung nữa, nên nó là kiểu một cái option ở giữa ấy. Đúng rồi, dĩ nhiên là chống rung của nó không thể tốt bằng chống rung có trục như là của DJI, nhưng mà chống rung ở trong máy cũng khá là ổn. Các bạn chỉ cần vững tay một tí là chất lượng của video hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hôm nay là một ngày khá là mát mẻ so với cái thời tiết ở Sài Gòn vào mùa này. Và Linh đang dần quen với, tập quen với cái việc mà đội cái mũ này lên đầu vì Linh thấy khá là nóng và bí không quen. Nhưng mà và có một cái điểm yếu của cái máy này nói hộ Linh luôn, đó chính là cái máy này không có lấy nét liên tục. Ừ đúng rồi, đây là một cái điều khiến mình đã fail trong cái việc mà mình quay một cái video beauty. Lần trước mình có làm một cái video về những cái thợ săn mình yêu thích, và khi quay xong thì thấy nó out nét tùm lum, bởi vì là khi mà quay beauty thì luôn luôn phải dơ một cái gì lên mặt kiểu như này xong lại bỏ xuống, thế là cái lúc nó lấy nét lại nó hơi bị mờ mờ.
Bởi vì là cái này không còn lấy nét liên tục, có nghĩa rằng là nó sẽ lấy nét ở nhiều điểm, lấy nét ở nhiều khoảng cách. Nhưng một khi các bạn đã ấn quay rồi thì nó sẽ nhớ một cái khoảng cách nét đấy. Ví dụ khoảng cách nét mà khi mà em ấn quay là từ máy cho đến mặt em. Nếu mà em thay đổi cái khoảng cách này thì là mặt em sẽ hết nét. Đó. Có nghĩa rằng là cái máy này nó bị một cái là do cái giới hạn về kích thước của nó chưa làm được cái lấy nét liên tục. Nhưng mà anh tin rằng trong đời tiếp theo của RX 0 và RX 0 Mark 3 ấy, thì Sony sẽ khắc phục cái này. Và với tất cả những cái điều khá là tuyệt vời của chiếc máy này ấy, thì mức giá của nó rất là rẻ, chỉ với khoảng 13-14 triệu thôi. Thực sự là rất là phù hợp cho bạn nào muốn kiểu start up bằng nghề vlogger. Thường thì mọi người hay so sánh RX 0 với cả GoPro. Tuy nhiên là anh nghĩ rằng là không so sánh được, bởi vì GoPro ấy thì cái cách sử dụng nó rất là dễ, nhưng mà cái ống kính nó rộng, nó phù hợp cho quay du lịch. Còn đây không phải là camera hành trình các bạn nha. Đây là một chiếc camera với kích thước rất nhỏ, chứ đừng gọi nó là camera hành trình, bởi vì chất lượng hình ảnh của nó vượt xa camera hành trình. Để mà so sánh giữa hai em này ấy, thì thực sự là mình khá là khó. Một em thì đẹp hơn, chất lượng hình ảnh tốt hơn, nhưng mà lại to hơn, mà em này thì tiện hơn. Thế nên là mình vẫn giữ cả hai, không bán em nào. Thì đúng rồi, có nghĩa là bây giờ sẽ phù hợp ấy. Cái này mà đi kiểu hành trình vất vả, gập ghềnh, cái này thì đi trong thành phố cầm hợp lý đúng không? Thì anh vẫn nói rằng điều tuyệt vời nhất đó chính là chúng ta có tất cả các camera ở tất cả các kích thước khác nhau. Rồi, như thế thì tốn tiền lắm. Phức tạp thì nó sang một cái level khác rồi, thực sự anh không muốn nghĩ đến. Và mình khá là happy với những chiếc camera trong tầm khoảng 1.000 đô trở lại. Camera thì em nghĩ là nó cũng một cái phân khúc đúng không? Ví dụ khi mà anh lên 1.500 đô, 2.000 đô là nó đã có một cái whole new level rồi. Thì mình nghĩ là trong cái tương lai thì mình vẫn sẽ stick với cái level của mình, cái level hơi bị beginner. Thế nhưng mà với những cái nhu cầu quay video đơn giản của mình, là một vlogger đơn giản, thì mình nghĩ là happy với những cái option này. Bởi vì cuối cùng ấy, thì mình cũng chỉ có một lời khuyên cho các bạn, đó chính là camera thì rất là quan trọng. Tuy nhiên cái nội dung ấy thì nó còn quan trọng hơn camera rất là nhiều. Nên là hãy chọn một cái thiết bị phù hợp với túi tiền, phù hợp với cách sử dụng. Đừng ham những cái máy nó quá cồng kềnh, quá phức tạp, bởi vì khi mà mình không làm chủ được thiết bị ấy, thì cái nội dung của mình nó cũng không ra hay được. Đúng rồi, kể cả bản thân mình, các bạn thấy là có thu nhập khá là tốt và sẵn sàng gọi là vung tiền cho những món đồ hiệu đi, thì những chiếc camera ở cái mức giá này cũng đã phù hợp tất cả những cái nhu cầu của mình rồi. Mình chưa cần đến những cái camera nó quá mắc tiền 30, 40 triệu, 50, 60 triệu. Mặc dù là xem những người khác thì cũng thích đấy, thế nhưng mà quay trở lại với những option mình đang có thì mình có thấy là nó thỏa mãn được hết. Và nó không hề tốn kém cho các bạn đến mức đấy để các bạn bắt đầu trở thành một vlogger, một người quay phim hay bắt đầu bước đầu tiên trong cái việc làm content creator. Và Linh hy vọng là sau video này thì đã có thêm một vài bạn quyết định sẽ trở thành một vlogger hay một content creator nhờ những cái kinh nghiệm mà mình và anh Vino chia sẻ. Và nếu mà sau này các bạn trở thành một vlogger nổi tiếng thì nhớ quay lại đây comment nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ video của chúng mình. Và đừng quên follow kênh của anh Dino. Dinology. Rồi ok, đuôi đi. Đấy, tại Linh nói rằng cũng líu cả tên kênh của anh luôn. Dinology, các bạn nhớ nhé, Dinology. Bởi vì mình sẽ có rất nhiều nội dung dành cho các bạn và mình nghĩ rằng các bạn sẽ thích đấy. Và tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye. Bye bye.